Chào mọi người nha. Hiện giờ mình đang có mặt tại bãi biển thành phố Quy Nhơn. Chiều nay đi dạo biển mát tí. Thời tiết dạo này rất là nóng cho nên buổi chiều tại bãi biển thành phố Quy Nhơn thì rất đông người đến tắm nha các bạn. Mình vừa tắm mình review các bạn xem nha. Đây các bạn, bãi biển Quy Nhơn. Đi con đi. Gió rất mát luôn. Rất mát các bạn. Giờ cũng đã 5 giờ rưỡi rồi. Khu vực này nó rất là mát. Thank you.
Nhơn nè các bạn. Quá mát.